Anh định giá giúp em số 93 339 333. Số này bố em dùng 10 năm rồi. Quá đẹp, rất rất đẹp luôn. Một dãy số toàn 3 và 9. Số 3 và số 9 ấy, 3 là tài, 9 là trường cửu. Mà tam hoa ba là gì? Tam đại tài. Một dãy số là gì? Vừa có tài, vừa có trường cửu. Trường cửu là gì? Là quyền vương sức mạnh, là tiền tài, vật chất mạnh mẽ luôn. Thì anh nghĩ rằng là gì? Số sim này là số sim rất đẹp. Em có chia sẻ là bố em dùng sim này được 10 năm rồi. Thế tức là năm 2013. Thời điểm đó sẽ là đầu 0169. Sau này đến năm 2018 thì mới được chuyển đổi thành đầu 03. Anh đánh giá nhé. Số sim này của bố em tuyệt vời và chuyển đổi cũng rất là hóa rồng luôn. Từ một số 0169 chuyển thành một số toàn 3 và 9 thôi. Giá trị số sim này thời điểm hiện tại anh đánh giá rơi vào tầm khoảng độ 20 củ tầm đấy.